tượng của Sinh khi lần đầu tiên đến Aqua City là hệ sinh thái ở đây. Sinh cảm thấy là nó rất là trong lành và nó là một cái địa điểm mà Sinh nghĩ rằng trong thời gian sắp tới khi nó được hoàn thành thì sẽ rất là say wow khi bạn đến đây, vì tuyệt vời, đẹp, thiên nhiên nè, có sông nè, có nước nè. Sinh chọn Aqua City bởi vì Sinh nhìn thấy được sự phát triển của Aqua City trong thời gian sắp tới, với những tuyến đường được mở rộng về khoảng cách giữa trung tâm Sài Gòn trở về Aqua City thì sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Sinh chọn đầu tư ở căn đồ sút Shop House với một căn góc rất là tiện ích để cho khách hàng có thể dễ dàng thuận tiện trong việc lưu trú cũng như là sử dụng những cái dịch vụ của Sinh. Sinh nhìn thấy được tiềm lực của Aqua City trong thời gian sắp tới. Ngoài ra thì Aqua chính là một nơi đô thị để cho rất nhiều cư dân họ có thể về đây để mà ở khu sinh thái về vui chơi giải trí trong hệ sinh thái của Nova, với những rất nhiều tiện ích về nhà hàng, ăn uống, shopping và cả bến du thuyền rất là tuyệt vời này. Sinh sẽ đón nhận được một lượng khách hàng rất là lớn đổ về Aqua City. Chính vì hai lý do này mà Sinh quyết định đầu tư ở Shop House tại Aqua City để phát triển hệ sinh thái của Sinh Group trong thời gian sắp tới. Bản thân Sinh, mình sẽ đầu tư những căn villa ở đây để ngoài việc kinh doanh thì mình có thể sinh sống ở đây như một cư dân.